Nữ ca sĩ có vóc dáng được khen hoàn hảo phải tạm ngừng ca hát. Công ty giải trí lớn ở Hàn Quốc số máy vừa đưa ra thông báo về tình trạng sức khỏe của Yeon Red Velvet khiến các fan lo lắng. Mới đây, cộng đồng fan Red Velvet lo lắng trước thông tin thành viên Yeon tạm ngừng hoạt động vì lý do sức khỏe. Nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc này kỷ niệm 8 năm ra mắt vào cuối 2022. Từ đó đến nay, Red Velvet đang thực hiện World Tour Tour. Trong đêm diễn mới đây tại Singapore, tình trạng sức khỏe của Yeon đã không ổn định và chỉ diễn được một phần show. Cuối cùng, số máy đã có thông báo chính thức. Nguyên văn thông báo của SM: Xin chào, chúng tôi muốn thông báo cho các bạn về sức khỏe của thành viên Yeon và các lịch trình của cô ấy. Gần đây, Yeon đã phải tới bệnh viện vì sức khỏe không tốt và nhận được lời khuyên từ nhân viên y tế rằng cần điều trị và ổn định dần thông qua việc tư vấn, thăm khám. Vì vậy, Yeon dự kiến sẽ nghỉ ngơi và cố gắng hồi phục thể trạng và tạm thời không tham gia các lịch trình. Chúng tôi xin lỗi vì đã khiến người hâm mộ lo lắng và mong các bạn thông cảm rằng quyết định này được đưa ra sau khi đã thảo luận kỹ lưỡng và cũng vì sức khỏe của Yeon. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp Yeon gặp lại người hâm mộ với sức khỏe tốt và sẽ thông báo tới các bạn ngay khi quyết định hoạt động của Yeon được quyết định. Xin cảm ơn. Được biết, do lịch trình World Tour dày đặc, luyện tập và chuẩn bị vất vả khiến Yeon mất sức, lộ rõ vẻ mệt mỏi trên sân khấu RTV Singapore mới đây. Mặc dù sức khỏe không ổn định, trong nhiều đêm diễn, Yeon vẫn lai liên tục 18 ca khúc, thực hiện vũ đạo mạnh. Trong Red Velvet, cô nàng là nhân tố hút phán, có kỹ năng biểu diễn thu hút, ấn tượng nhất. Do mệt mỏi kéo dài Yeon đến bệnh viện, sau quá trình thăm khám, nữ ca sĩ được đưa lời khuyên cần thời gian điều trị và ổn định sức khỏe. Phía công ty chủ quản đưa ra thông báo, trước mắt Yeon sẽ tạm thời ngưng hoạt động, không tham gia vào concert tại Nhật ngày 4 tháng 5 tới. Red Velvet tiếp tục chạy tour với đội hình 4 người. Người hâm mộ không khỏi lo lắng, mong Yeon sớm hồi phục và các thành viên khác được đảm bảo sức khỏe. Sinh năm 1996, Yeon là một trong những thành viên Red Velvet có lượng fan đông đảo. Nhắc tới idol có âm sắc đẹp trong số máy Entertainment, không thể không kể đến Yeon. Dù trong nhóm Wendy mới là thành viên đảm nhận vai trò main vocal với kỹ thuật thanh nhạc thuộc top đầu K-pop Gen 3, nhưng Yeon lại được Kenneth ưu ái gọi tên nhờ âm sắc đẹp, sáng, trong trẻo. Kỹ thuật ổn định cũng giúp nữ idol có thể xử lý nhiều bài hát, phát huy được màu giọng đẹp thiên phú của mình. Cô nổi bật với vóc dáng gợi cảm, nụ cười tươi tắn và gu thời trang cá tính. Ngoài ca hát, cô còn phát triển sự nghiệp ở mảng phim ảnh và dẫn chương trình. Thời ra mắt vào năm 2014, Yeon từng chịu nhiều lời mỉa mai ngoại hình tròn trịa, kém hấp dẫn. Sau 8 năm, Yeon có màn lột xác ngoạn mục, trở thành một trong những nữ thần tượng có vóc dáng quyến rũ nhất K-pop. Trúc Chi, theo Phụ Nữ Việt Nam, Thanh Niên,